nhà thờ nó có cái màu hồng, được sơn màu hồng rất là đẹp luôn á mọi người. Buổi chiều nắng chiếu ở đây, một cái khung cảnh thật tuyệt vời luôn. Mình đang di chuyển vòng quanh bờ hồ Xuân Hương nha mọi người. Mình sẽ dạo quanh ở đây một vòng, thưởng thức phong cảnh ở đây, rồi mình sẽ đi đến nhà thờ Mai Anh nha, hay còn gọi là nhà thờ màu hồng á. Mình đang đi ngang vườn hoa của thành phố Đà Lạt nha mọi người. Trời, người ta đi đạp vịt quá trời luôn kìa mọi người. Thì nhà thờ có tên là Mai Anh là do nhà thờ được xây dựng trên một ngọn đồi đầy hoa mai anh đào nha mọi người. Hay mọi người cũng thường gọi nhà thờ này là nhà thờ màu hồng vì nó được sơn toàn màu hồng luôn. Thấy đẹp quá. Hình như hôm nay là ngày mọi người đi lễ rất là nhiều luôn á, nên mình không có vào bên trong quay được, nhưng mọi người ở trong hiện đang rất là đông người luôn. Mình chỉ đi quay và khám phá vòng vòng ở ngoài thôi. Mình sẽ chọn địa điểm và làm vài kiểu ảnh để kỷ niệm nha mọi người.